Manila, France. Para New Orleans. Thì mình thấy là người Pháp á, khi mà họ đi tới đâu á, họ thiết lập cái thuộc địa tới đâu á, là họ xây cái kiến trúc của họ ở đất nước đó, giống như Việt Nam của mình hồi xưa vậy. Thì New Orleans là thành phố cổ, ngày xưa là thuộc đế chế Napoleon. Thì Napoleon sau này bán lại cho nước Mỹ. Nước Mỹ mua nguyên một cái bang Louisiana từ nước Pháp. Mình đang đi bộ xuống cái French Quarter. Và họ gìn giữ cái thành phố cổ của họ rất là đẹp, rất là kỹ. Hay là xe ngựa. Nhiều khi nửa đêm khuya người ta nghe tiếng vó ngựa quất lóc cóc ở trên đường phố. Nó giống như là nó rất là hoài cổ. Và cái kiến trúc Pháp ở đây thì người ta gìn giữ nó còn nguyên vẹn lắm, không bị mất một cái miếng nào hết. Mình tiếp tục đi xuống này.